chào cả nhà đang quay trở lại với chương trình Giải trí 24 giờ số ra ngày 28 tháng 1. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay có gì hấp dẫn ta? Để Kim Hằng nhớ xem. Đầu tiên là một loạt gợi ý cho các hoạt động đón Tết từ nay đến hết ngày mùng 5. Hai MV nhạc xuân cực chất, một vở kịch sắp ra mắt và một chàng quán quân giọng hát Việt với những chia sẻ vô cùng dễ thương. Bấy nhiêu đó thì đã đủ thu hút các bạn chưa? Nào, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến nhanh với Giải trí 24 giờ nhé. Lấy cảm hứng từ nghệ thuật tranh sơn mài kết hợp với áo dài, áo yếm, nón lá và guốc mộc, bộ sưu tập son của thương hiệu Tiny Inc mang đến những thiết kế duyên dáng, tôn vinh vẻ đẹp đầm thắm nền nã của người phụ nữ Á Đông. Sắc độ vàng son của sơn mài, múa rối nước trên đồng hồ cùng những họa tiết thủ công sẽ càng tôn thêm nét son trẻ và tươi tắn cho dịp xuân hè năm nay. Sáng nay ngày 28 tháng 1, nhằm ngày 19 âm lịch, khu phố Ông Đồ trước Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đưa vào phục vụ du khách thưởng lãm với những cảnh trí trang hoàng rực rỡ, lung linh sắc mai vàng. Bên các gian hàng thư pháp tái hiện không khí Tết cổ truyền của dân tộc. Mời các bạn cùng đến chơi ở phố Ông Đồ từ nay đến hết ngày 29 Tết nhé! Tối qua, đông đảo nghệ sĩ đã cùng góp mặt trong đêm diễn Ấm tình nghệ sĩ, gây quỹ ủng hộ cho hai tên tuổi cải lương là nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hương tại Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh quận 1. Các nghệ sĩ đã cùng trình diễn đầy xúc động và không nhận thù lao để cùng chung tay hỗ trợ cho hai nghệ sĩ đang gặp nhiều bệnh tật khó khăn. Mới đây, bộ ba nghệ sĩ Klaus Emmy người Đức, nghệ sĩ Sĩ Đạt và Văn Lập đã làm say lòng khán giả thủ đô trong đêm nhạc đồng quê đầy lắng động tại VR Club với những ca khúc kinh điển như Help Me Make It Through Tonight, Have You Ever Seen the Rain. Đây là thể loại nhạc khá phổ biến ở châu Âu nhưng còn khá mới mẻ với công chúng Việt Nam. Những ngày cuối năm, ca sĩ Thủy Tiên trở về với nét đẹp đầm thắm nền nã của người phụ nữ Á Đông trong MV mới Hát Mừng Xuân. Nữ ca sĩ cùng mẹ mình tự tay trang trí nhà cửa trong niềm vui sum họp gia đình và không khí xuân rộn ràng đón Tết. Cả nhà ơi, thêm một thông tin nóng hổi nữa đây. Từ hôm nay, ngày 19 âm lịch đến hết mùng 5 Tết, lễ hội Tết Việt Bính Thân 2016 sẽ được diễn ra vô cùng hấp dẫn với nhiều hoạt động đặc sắc tại Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh như là phố Ông Đồ, chương trình ca nhạc miễn phí hàng đêm, triển lãm báo xuân và cả hội chợ cuối năm nữa chứ. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé! Khách sạn Ngàn Sao làm vở kịch mới sẽ ra mắt cuối tuần này tại sân khấu Thế giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của Tiểu Bảo Quốc, Tiến Luật, Khả Như, Gia Bảo. Vở kịch xoay quanh câu chuyện dở khóc dở cười về những người sống trong một khách sạn tưởng rằng hào nhoáng với đủ trò tham lam lừa lọc nhưng lại rất ngây thơ ngờ nghệch trước cuộc sống của chính mình. Mới đây, quán quân giọng hát Việt 2015 Đức Phúc vừa hé lộ một đoạn trong MV mới mang tên Giấu Mặt. Anh chàng đã thực sự giấu mặt hoàn toàn, chỉ hé lộ chất giọng ấm áp giàu cảm xúc trong ca khúc do chính cô giáo Mỹ Tâm đặt hàng nhạc sĩ Minh Thụy sáng tác riêng cho Đức Phúc. Có thể nói năm 2015 là một năm bội thu của Đức Phúc khi anh chàng bất ngờ đoạt giải quán quân giọng hát Việt, thừa thắng xông lên với hai giải thưởng trong chương trình Bài Hát Việt và mới đây lại ra thêm một MV nữa chứ. Nhờ đâu mà anh chàng sinh viên kiến trúc tự xưng là xấu xí hơi tưng tưng lại nhận được quá nhiều sự yêu mến từ quý vị khán giả như thế. Hãy cùng với Giải trí 24 giờ bắt cóc Đức Phúc để xem anh chàng nói gì nhé. Mọi người gọi ca sĩ Đức Phúc hay là mỗi khi phỏng vấn mà bên dưới nó có cái tít cái ca sĩ Đức Phúc, úi giời em hơi ngại. Người có yêu tôi thì đến bên tôi. Khi mà biết tin mà các khúc chỉ một câu được hội đồng thẩm định đề cử để biểu diễn trong chương trình Bài Hát Việt thì em cảm thấy rất là vui và may mắn. Giọng hát của em thì vẫn là bản năng nên là đôi lúc thì vẫn còn nhiều, rất là nhiều thiếu sót mà cần phải gọi là trau dồi thêm rất là nhiều. Một câu xong rồi mà khi mà biết được ca khúc lại còn đạt giải bài hát của tháng và ca sĩ thể hiện hiệu quả nữa thì cảm thấy càng vui hơn. Em nghĩa đi đi xe gắn máy nhá, thì là bịt khẩu trang không? Thì là ôi dồi ôi, em hát dọc đường. Em hát dọc đường luôn đấy. Kiểu là vì mình bịt khẩu trang mà nên là người ta nhìn thì cũng không xấu hổ lắm. Bên anh em say trong hạnh phúc. Dám theo đuổi đam mê, giàu cảm xúc khi ca hát, chân thành và lạc quan trong cuộc sống.
Những điều này có lẽ đã giúp Đức Phúc luôn giữ được một hình ảnh đáng mến trong mắt khán giả. Những giai điệu tình yêu. Các bạn ơi, trong ngày mai 29 tháng 1 thì MV Giấu Mặt bản đầy đủ của ca sĩ Đức Phúc sẽ chính thức được ra mắt. Kim Hằng sẽ đón xem và ủng hộ anh chàng rất ư là dễ mến này. Và các bạn cũng hãy như vậy nhé. Đến đây thì thời lượng của giải trí 24 giờ ngày hôm nay cũng đã khép lại. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả các bạn. Và hãy nhớ cuộc hẹn ngày mai của chúng ta trên khung giờ quen thuộc 18:30 tại địa chỉ tv.tuitre.vn và tuitre.vn. Chương trình do báo Tuổi Trẻ và công ty Sen Vàng phối hợp thực hiện. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.